Mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức bóng đá. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tin nóng, tiền đạo Tiến Linh dương tính với Covid-19. Đúng vào ngày đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải đón nhận một thông tin không vui khi tiền đạo Tiến Linh bị thông báo dương tính với Covid-19. Kết quả của Tiến Linh được xác nhận vào sáng nay ngày 13 tháng 1 sau khi tiền đạo này thực hiện xét nghiệm vào sáng qua ngày 12 tháng 1 trước khi bay ra tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Tiến Linh là trường hợp dương tính với Covid-19 thứ ba của đội tuyển Việt Nam trong tuần này. Hai trường hợp bị nhiễm trước đó là Văn Toàn và Hoàng Đức đều đang được thực hiện cách ly y tế tại nhà với tình trạng sức khỏe tốt và ổn định. Tiến Linh Văn Toàn và Hoàng Đức đều đã được tiêm mũi thứ ba vào đầu tháng này sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ AF Cup 2020. Trường hợp dương tính mới nhất với Covid-19 của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo vô cùng đau đầu vì Tiến Linh đang là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 với tổng cộng 7 bàn. Cụ thể, Tiến Linh đã ghi được 5 bàn ở vòng loại thứ hai, bao gồm các pha lập công vào lưới UAE 2 bàn, Malaysia 1 bàn, Indonesia 2 bàn. Sang đến vòng loại thứ ba, Tiến Linh đã chọc thủng lưới Trung Quốc và Oman trong hai trận diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Như vậy, Tiến Linh đã cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong vòng loại World Cup của cựu tiền vệ, của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Cách đây 10 năm, Công Vinh cũng ghi 7 bàn ở vòng loại World Cup 2014. Khi đó, Công Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở tổng thể vòng loại World Cup trong lịch sử. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung hôm nay có 5 người đó là Phạm Tuấn Hải, Câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương và Hồ Thanh Minh, Huế thì đã có tới 2 ca dương tính với Covid-19 đó là Văn Toàn và Tiến Linh. Hiện tại chưa rõ hai cầu thủ này có kịp bình phục để tham gia đội tuyển Việt Nam khi toàn đội lên đường sang Australia vào ngày 21 tháng 1 sắp tới hay không? Hay là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải triệu tập thêm vài tiền đạo khác để thay thế vị trí của Tiến Linh và Văn Toàn? Sau đây chúng tôi được chuyển sang phần tin thứ hai có trong bản tin ngày hôm nay. V-League và bài học từ Kiati sắc kể từ thời điểm V-League 2006, chưa một huấn luyện viên ngoại nào đủ sức để gồng gánh một câu lạc bộ lên ngôi vô địch. Thời điểm đó, Henry Que Calisto là nhân vật quá đỗi đặc biệt, ông quá am hiểu về bóng đá Việt Nam và được ví như phù thủy. Huấn luyện viên Kiati sắc có màn khởi động rất chân chu cho V-League 2022 bằng chiếc cúp vô địch giải Hoàng đế Quang Trung 2022 ở Bình Định. Nhưng cũng có một vấn đề mới đặt ra với đội bóng phố núi đó là những ngoại binh chất lượng như Brandao và hay là Bayano có tay vẻ sẽ khiến Zico Thái khó sử dụng công phượng hơn trong năm tới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thành công vì ông hiểu và sống cùng bóng đá Việt Nam ở mọi ngóc ngách. Nhưng kể từ đó đến nay chưa ai làm được điều này. Ở mùa giải trước, Kia Tisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ vững ngôi số 1 xuyên suốt giai đoạn 1, xong do dịch bệnh Covid-19 đã khiến giải đấu bị hủy nhà cầm quân người Thái Lan đành lỡ hẹn với chức vô địch V-League và xóa bỏ lời nguyền đối với các huấn luyện viên ngoại trong gần hai thập kỷ qua. Tuy vậy, giới chuyên môn lại nhìn nhận rằng Kia Tisak có cơ hội để lên ngôi vô địch V-League 2022. Một trong những yếu tố quan trọng chính là sự hiểu biết về tính cách lối sống văn hóa đặc trưng không chỉ đời sống bóng đá mà các loại hoạt động xã hội khác. Hiếm thấy một huấn luyện viên ngoại nào lại ngân nga những ca khúc Việt rạch ròi như Kia Tisak. Ông biết tiếng Việt và có thể trò chuyện bằng mọi thứ ngôn ngữ ở nơi ông đang làm việc. Đó là lợi thế quá lớn của Kia Tinh Sắc so với các đồng nghiệp ngoại quốc khác. Nói không ngoa, Việt Nam là quê hương thứ hai của chiến lược gia người Hàn Quốc. Không chỉ giỏi về chuyên môn Kia Sắc còn giỏi về cách ứng xử. Ông khôn khéo, luôn biết nở nụ cười và giữ sự chuẩn mực cần thiết khi xuất hiện trước truyền thông. Kia ti Sắc hoạt ngôn bằng những câu trả lời khéo léo, phù hợp với mọi thời điểm. Ông chưa bao giờ tạo ra sự tranh cãi từ những phát ngôn của mình. Kiati Sắc luôn biết cách hàn gắn các trợ lý để trở thành một khối tập thể vững mạnh. Từ đó, ông có những cánh tay đắc lực phục vụ cho công cuộc xây dựng đội bóng. Phong thái điềm đạm, tinh thần lạc quan, nhưng đi đôi đó là hành động quyết đoán. Kiati Sắc đang dần từng bước xây dựng Hoàng Anh Gia Lai là một tập thể vững mạnh. Tuy chỉ là các trận giao hữu, song cách ông đánh bại Bình Định, Bình Dương và Đà Nẵng bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Ở V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng hiếm hoi không cần tăng cường nội binh. Điều này vừa tiết kiệm khoản chi phí không nhỏ về chuyển nhượng, vừa tạo nền móng để phát triển cho các lứa cầu thủ của đội bóng phố núi. Rõ ràng sự ổn định và điều cần thiết để hướng tới mục tiêu vô địch. Kia ti sắc trên đà biến Hoàng Anh Gia Lai thành đội bóng bất khả chiến bại. Sức mạnh của họ sẽ đáng sợ khi các tuyển thủ quốc gia trở lại điều này có được nhờ vào bàn tay khéo léo của Zico Thái. Ông giỏi cả về chuyên môn lẫn nhân cách, với một tập thể đầy dẫy các ngôi sao, các cầu thủ có cá tính mạnh mẽ, một con người đầy nhân cách như Kiatisak sẽ là thước đo để tất cả cùng hướng đến. Kiatisak cũng sẽ là mẫu huấn luyện viên ngoại điển hình để các đồng nghiệp hướng đến. Có như vậy họ mới có thể mơ về vô địch V-League. Tiếp theo là phần tin thứ ba có trong bản tin ngày hôm nay. Real Madrid chạm mốc 100 trận thắng tại El Clasico. Tại siêu cúp Tây Ban Nha dạng sáng nay, Real Madrid tiếp tục có thêm một chiến thắng trước Barcelona. Real Madrid vừa có trận thắng nghẹt thở trước Barca tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Cùng đó họ đánh bại Barca với tỷ số 3-2, qua đó thiết lập nên chuỗi 5 trận thắng đại kình địch trên mọi đấu trường. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Real Madrid làm được điều này và là lần đầu tiên trong giai đoạn năm 1962 đến 1965, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua Barca 5 trận đấu liên tiếp. Cột mốc ấn tượng của Real Madrid trước Barca chưa dừng lại sau trận cầu sáng nay. Cụ thể, đội bóng chủ sân Bernabeu vừa cắn mốc 100 trận thắng trước El một con số tròn trịa. Trong xuyên suốt lịch sử với 248 trận El Real Madrid sở hữu thành tích nhỉnh hơn Barca đôi chút. Họ đã giành chiến thắng 100 lần, hòa 52 lần và thua 96 lần. Real Madrid ghi 415 bàn và bị bắt xa tung lưới 404 bàn. Ngoài ra, khi xét ở mỗi trận gặp siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid thậm chí có thành tích vượt trội hơn. Real Madrid đã gặp Barca 15 lần tại siêu cúp Tây Ban Nha, họ 9 lần chiến thắng, 2 lần hòa và 4 lần thất bại. Với việc vừa loại Barca ở vòng loại bán Kết siêu cúp Tây Ban Nha thì Real Madrid sẽ phải chờ đợi kết quả cuối cùng khi gặp trận đấu Atlético Madrid-Atlantic Bilbao. Dù Đô Chon là đối thủ là ai, thầy trò Ancelotti vẫn giành được đánh giá cao. Qua đó, tràn đầy cơ hội lần thứ 12 vô địch giải đấu. Huấn luyện viên Ancelotti không phải là mẫu người thích thể hiện uy quyền mà ông luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ với các cầu thủ của mình. Nên ông rất được lòng các cầu thủ và đồng nghiệp. Real Madrid là một tập thể lớn mạnh có một huấn luyện viên tài ba, vậy chẳng có lý do gì để không tin rằng họ có thể đoạt được chức vô địch. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh để được theo dõi nhiều hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.